nếu mà được chọn giữa Đà Lạt với lại biển á thì mình sẽ ưu tiên đi biển hơn, tại mình thích biển hơn. Đà Lạt á thì mình không thích cho lắm, nhưng mà vợ mình thích thì mình đi theo. Hai vợ chồng mình đã tới quán lẩu mực nấu chao ở số 12 số Viết Nghệ Tỉnh rồi nha mọi người ơi. Quán này thì ăn khỏi chê, rất là ngon. Vợ mình vô trước rồi. Để coi ngồi đâu, à thấy rồi. Thì hai vợ chồng mình gọi một cái lẩu mực nấu chao lớn 300.000, một cái phần ốc len sò dừa cỡ 120, rồi gì ta, một phần cơm chiên hải sản 100.000 nữa, thì nói chung là gọi thêm nước nữa thì cũng vừa đủ luôn cái số dư còn lại luôn á, nghĩa là 1.000.000 là đủ một chồng 1.000.000 luôn á nha mọi người. Cái món mà bán chạy nhất ở bên đây á, đó chính là món mực nấu chao, ngon lắm. Cái vị hải sản á, ở đây bự, nước lẩu cũng vậy. Thật ra nãy không cần gọi cơm đâu, nhưng mà hai vợ chồng mình á, ăn nhiều với lại đi đường xa nãy giờ cũng đói á, cho nên á, dứt thêm dĩa cơm nữa với lại lẩu nữa là chắc bụng luôn á, dư sức mà đi về lại Sài Gòn luôn. Ok, chúng ta có hai món đầu tiên đây nha, ốc len sò dừa với lại cơm chiên hải sản. Mình khoái ăn cái món ốc len sò dừa này lắm nè. Mình thì không hả cho lắm, tại mình lười hút á. Nhưng mà cũng phải thử qua chứ mọi người ha. Ngon. Cái nước cốt dừa bỏ đầy ngon lắm. Hút một cái là ra luôn thịt luôn rồi nè, thấy chưa. Mình lấy cái nĩa chấm với lại cái nước chấm với ớt xanh này nè, là của quán làm luôn đó. Thịt ốc nha mọi người, bự không? Ngon. Cái nước chấm này ngon lắm nè. Ăn lại khác với lại mấy quán khác rồi nữa.
Cơm nha. Cơm chúng ta sẽ có bắp nè, nậu cô ve nè, có tôm nè, topping nhiều lắm nha, mực nữa nè, giòn. Cơm ngon nha, không có bị cắt dầu, là ngon á. Làm thêm một con ốc nữa nha. Cái nước sốt này quá ngon luôn á. Nè, cái nước sốt cốt dừa nè, ngon. Hút ra hết luôn, quá ngon. Có mấy chỗ họ làm ốc á, nhưng mà họ đập cái đít á, không có kỹ á, cho nên thành ra là hút á. Hút không ra được cái con luôn nha. Nhưng mà ở đây là làm hút cái hút một phát luôn rồi ra luôn. Này. Đây nè. Làm mấy ốc nha. Rồi, nó béo ngon được chứ. Béo đậm nước cốt dừa luôn á. Ngon ghê á. Cơ. Ăn ngập miệng luôn á. Ăn ngập miệng mới ngon á. Món chính lên rồi nha mọi người. Đây, cái lẩu 300 ngàn. Quá trời luôn. Chúng ta sẽ có nè, đậu hũ nè, mực nè, khoai môn nè, huyết nè. Và thật ra trong đây á, là có luôn đầy đủ các loại mực như là mực nang, mực hóng, rồi có bạch tuộc luôn á nha mọi người, nhiều lắm luôn á. Ăn tới đâu á là chúng ta sẽ bỏ mực vào trong nồi lẩu, sôi cái chín cái là vớt ra ăn liền thì mới ngon nha, chứ không có bỏ hết cái nóng này vô thì ăn á, mực nó sẽ bị teo lại ăn hết không. Ở đây nồi nước lèo nè, giờ hấp dẫn không, trong đây là có chao rồi đó, thơm luôn á, quá thơm luôn á. Ok, nồi lẩu nó sôi này nè, bây giờ thì bỏ topping vô thôi. Trời ơi, đã không, hấp dẫn không. Bỏ trước giống như là huyết nè, cái lại khoai môn vô trước. Đó, bây giờ mình trong đây nè, lại chỉ còn có mực nè, với lại đậu hũ thôi. Mực quá trời mực luôn. Ở đây cũng có cả mực trứng luôn á nha mọi người. Bỏ đậu hũ vô luôn đi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ mực vô nha. Ăn tới đâu là trụng mực tới đó, chứ nó mà chín quá ăn sẽ không ngon, thì cái món này nó là vậy đó. Và mực ở đây á rất tươi nha, chứ không phải là hàng mà để qua ngày đâu nha mọi người, nên cứ yên tâm. Rồi mực chín rồi nha mọi người, nè mực như vậy là vớt ra luôn nha. Đó, mình sẽ đưa cho vợ mình cái này đi. Cảm ơn vợ, yêu vợ nhiều mama. Chúc mừng ngày 8 tháng 3, kiss kiss. Hôm nay là ngày 10 tháng 3. Dạ mình khen sa tế ở đây nó ngon.
Vợ mình thì chấm sa tế không cũng được, nhưng mà mình ăn sa tế không á mình không quen. Mình sẽ lấy miếng nước lẩu nha. Nước lẩu giờ đúng hấp dẫn luôn á. Ăn tới đâu thì mình đã bật lửa lớn lên để chuẩn bị mực tới đó. Ok, mình thử miếng nước lẩu trước nha. Oh, phê giờ đâu ngon lắm. Nó kiểu như là nó có vị chao nhưng mà không phải đậm nặng mùi chao lắm, hiểu không? Nó kiểu như mùi chao nó thoáng qua đó, giống vậy á. Rồi sau đó nó cái hậu á, cái hậu vị á nó ngọt ngọt, ăn rất là ngon nha. Đây nhân vật chính, vợ mình khen cái sa tế ở đây ngon, nãy giờ ăn phụ sa tế đó chấm hết luôn rồi đó. Vô còn không cần phải nói ha, mực giòn dai sực sực hơn. Nhớ nha mọi người, ăn cái đây á, ăn mực tới đâu đúng tới đó, chứ gần có mà bỏ vô hết ăn nó sẽ teo lại, ăn dở đó. Ăn tới đâu dứt tới đó, nó sẽ con mực á lấy ra ăn sẽ ngon hơn, dai giòn sực sực. Trời ơi, quá ngon quá. Nói chứ đây là chuyến phượt đầu tiên mà mình đi Vũng Tàu á, là sáng đi chiều về. Nói thật, chưa bao giờ mà mình đi kiểu này hết á. Giờ nay muốn đi trải nghiệm á, coi cái phà Cần Giờ đi sẽ như thế nào á. Ngon. Rồi miếng mực á, ăn bỏ vô miệng á, ngập mồm luôn. Ăn nó ngọt, nó dai, giòn, sực sực. Má cháy, người ta gọi là nhức cái nách. Nên nhớ, ra ở đây á, ra Vũng Tàu ít nhất là ra đây ăn một lần nha. Ở đó thì mình hay ra đây á, là mình làm cái lẩu cá đuối. Nhưng mà lẩu cá đuối giờ á, nó cũng kiểu như là ăn nhiều quá rồi á, cho nên là cũng không còn gì gọi là đặc sắc nữa. Khi nào mà nhớ cái hương vị nó quá thì mình mới ăn thôi. Chứ ra đây á, nên là một cái lẩu mực tô chao vậy, ăn nó ghiền hơn luôn á, ghiền hơn cá đuối thật luôn. Các bạn xem á, nó chảy nước dãi không? Hấp dẫn không? Con mực nó đang bơ bơ trong miệng luôn. Ngon quá, quá ngon. Sức ăn của vợ chồng mình á, nhiều lắm. Hồi nãy á, thằng em phục vụ á, khuyên là hai vợ chồng mình là nên ăn cái phần mà phần nhỏ hơn nữa. Thì đó, tại ở đây nó có sẽ tới ba mức nhỏ, lớn và siêu to khổng lồ. Và đặc biệt thì á, là vợ chồng mình gọi lớn, chứ hồi nãy á, thằng cu em á là khuyên hai vợ chồng mình á, nên gọi cái nhỏ là đủ hai người ăn rồi. Nhưng mà xin lỗi em, hai vợ chồng anh á, đã từng ăn mà tới quán á, và nó cũng khiếp sợ nữa. Nói thật, hai vợ chồng ăn ngoài quán khiếp sợ nữa. Mấy cái người mà đi vô ăn á, còn giờ hai vợ chồng á kiểu ghê vậy, hai vợ chồng mới ăn xong cái tô này mà gọi thêm tô khác nữa, gọi nữa ăn vậy á. Hai vợ chồng mình là song kiếm hợp bích là bào được luôn. Đây, tới cái nhân vật thứ hai mình muốn nói ở trong cái nồi lẩu này, đó chính là cục huyết.
cuộc viết này, nói thật với mọi người á, ăn với nồi lẩu nấu chao này á nó hợp lắm. Mà không biết là huyết này á, họ làm sao á mà ăn á nó khác, khác huyết huyết ở ngoài giống như huyết bún riêu hay này nọ á, ăn khác lắm, nó thật thật sự. Rồi ăn vô nó tan liền trong miệng luôn. Nói chung á là chỉ có riêng huyết á là mình không biết diễn tả cho mọi người sao á, kiểu á là bỏ vô miệng tan liền trong miệng luôn nha, không có bị tanh hay gì hết, ăn rất là ngon, rất là cuốn luôn á, tan luôn á, nghĩa là mình không cần nhai luôn á, mình á đảo vài cái là nó nát luôn á, thật sự ngon cực kỳ luôn. Có huyết đây với mực trong cái nồi này bá cháy á. Ok nha, bây giờ 2 giờ chồng mình là tập trung chuyên môn, ăn xong rồi nghỉ ngơi xíu. Thì dự định là bây giờ là 1:40 đó, 1:40 thì 2 giờ chồng mình sẽ bắt chuyến phà, bắt chuyến tàu á, về lại cỡ lúc 3 giờ ha. 3 giờ thì về tới Sài Gòn rồi đi đón con cái kiểu á, thì cũng mé 5 giờ mấy, 2 giờ chồng qua đón luôn. Ok, 2 vợ chồng ăn xong luôn rồi nha mọi người. Thì bill hết là 527.000. Ghê chưa? Nghĩa là coi như là thử thách 1 triệu đồng đi Vũng Tàu á, là coi như là hết luôn. Từ sáng cho tới chiều là sạch luôn rồi đó. Nặng á, nặng là cái tiền đi đường cơ. Tại em đi đường tàu á nó đắt hơn so với lại đi thường, nhưng mà nó mang lại cho nhiều cái trải nghiệm mới, với lại mình thấy nó cũng đỡ mệt hơn so với lại đi đường quốc lộ, xe cộ, xe container, xe lớn á chẳng hạn. Bây giờ là 2:10 thì 2 vợ chồng á tàn tàn đi ra ngoài bến tàu mua vé lúc 3 giờ là ok ha. $527,000. Ok, bây giờ 2 vợ chồng sau khi ăn xong á sẽ ghé qua bên bánh bao lan trứng muối nha, để mua về làm quà cho ông bà nội với ông bà ngoại. Rồi mình, 2 vợ chồng mình cũng chưa có nói với ông bà nội ông bà ngoại là đi xuống dưới Vũng Tàu đâu. Rồi để khi mà mua xong bánh bao lan trứng muối chiều á, tặng cho người lớn á, rồi nói là con mới đi Vũng Tàu về á, rồi để coi cái reaction của những bậc tiền bối, những bậc cụ phụ thân phụ mẫu đó, coi là họ sẽ reaction như thế nào nha. Thì ở trên đường này là đường Hoàng Hoa Thám, chúng ta đi thêm một khoảng nữa ở bên tay trái, nó sẽ chính là chợ Xóm Lưới. Thì như hồi buổi trưa mình có nói là lúc đầu là mình có hai cái option, một là ăn lẩu mực nấu chao, còn hai là vợ chồng mình sẽ vào trong chợ Xóm Lưới mua hải sản trong đó, rồi nhờ người ta chế biến nấu sẵn luôn, rồi sau đó hai vợ chồng đi ra mấy cái chỗ mà eo bờ biển á đó, rồi chải áo mưa ra rồi ngồi ăn đó, thì ăn vậy nó sẽ chill hơn. Nhưng mà giờ cũng trễ rồi á, cho nên thôi ăn quán á chỗ nhanh, với ăn quán cũng đâu có tệ đâu, quá ngon. Có gì làm thì đó. Đây như mọi người thấy ở đây là chợ Xóm Lưới mà đó, mà chúng ta sẽ không ghé vô đó,
bây giờ chúng ta sẽ tiến vào thẳng cái trung tâm luôn nha, để mua bánh bông lan trứng muối. Thì tiệm bánh bông lan trứng muối mọi người hay mua ở đâu? Chứ thật ra vợ chồng mình á là hay mua cái chỗ mà đối diện luôn á bà già, chỗ này làm ngon á. Chứ cái tiệm gì mà giới trẻ mà hay chui vô á, mình nói thật ăn á nó sao sao nó không được ngon nè. Nước rau má bà già nè đây, A Tỷ. Ừ đấy, chỗ này là có bánh bông lan trứng muối nha, theo mình thấy thì ngon á. Anh ơi chờ bao lâu nữa? Nửa tiếng 40 phút nữa. Ơi xui quá mọi người ơi, cái chỗ mà bánh bông lan á mà vợ chồng mình hay mua á, hồi đó đó nói thật chứ bánh đó là vô cái là có liền, mà nay á chắc người ta biết là nhiều bạn trẻ hay nhiều người mua qua ăn rồi đó, là biết chỗ đó giờ bán ngon á, ngon bắt đầu nổi rồi đó, cho nên là hồi nãy không còn mẻ bánh nào luôn, và chờ mẻ mới á là phải 30 đến 40 phút nữa, nhưng mà giờ là 2:30 rồi, tụi mình phải ra bắt được cái chuyến 3 giờ, cho nên là không thể nào chờ được. Nếu như hai vợ chồng mà mình ở lại qua đêm á thì ok, thoải mái. À cái cung đường mà hồi nãy nghe đường Rau Má Bà Già đúng không, rồi sau đó là mọi người đi thẳng xuống nữa là sẽ có cái chỗ bánh tiêu á. Mình không phải fan của bánh tiêu đó, nhưng mà vợ mình với nhà vợ mình ăn rồi và khen nó là ngon nha. Tính mua cái gì đó mang về để khè bên nội với bên ngoại, nhưng mà chắc không có gì để khè rồi. Ok, mua vé rồi mọi người ơi. Cái lúc về á nó đông hết luôn á, tại hôm nay chủ nhật mà nhiều người về. Với lại á mình thấy cái đoạn đường mà về á nó sẽ sóng cao á. Lúc đi á gió không có nhiều, mà lúc về á gió lên quá trời. Chuyến đi này dự là đi nó sẽ nhấp nhô dữ lắm nè, như mọi người thấy có cái lá cờ không đó, gió nó mạnh tới cỡ vậy luôn á, gió mạnh lắm, không biết có mưa hay không nữa. Lúc đi thì ít xe, mà lúc về nè quá trời xe luôn, tại nay là chủ nhật cái cuối tuần á, bây giờ người ta là đổ đi về, đi chơi xong thì đổ đi về. Trời ơi may quá mọi người ơi, cứ tưởng hai vợ chồng á bị cho đi chuyến sâu á, sợ á là trên tàu á là buông xe không có thể nào lên được, nhưng mà may quá. Này cũng rút kinh nghiệm ha, đi về để cho biết. Ồ mình đi chung với cái tàu mà hồi nãy hai vợ chồng mình đi luôn á. Gió quá mọi người ơi, quá trời gió luôn.
đông hơn kể cả lúc đi nữa. Lúc đi á vắng, đi tung tăng được, mà bây giờ lúc về nè người không à, hai vợ chồng mình đứng ở cuối thầu luôn cho chắc ăn. Lúc lúc đi á đó thì gió nhẹ, lúc về gió lên bập bùng. Mà tự nhiên sao cái góc ánh nắng này nè thấy mặt mình đẹp trai ra hẳn ta. Wow, mát ghê chứ, quá đã. Ok, và chúng ta đã trở lại và Cần Giờ rồi nha mọi người. Thì bây giờ là cỡ 3 giờ rưỡi hơn. Thì cái đoạn đường mà giờ tới thành phố cũng ngắn lắm, từ đây về á chứ không có xa. Về tới đón bé chắc cũng gần 5 giờ. Vợ chồng mình nãy giờ hơi bị cay á. Cay là do kiếm bánh bông lan trứng muối mua không được, mà thấy người ta đi về á có mấy người mua về cả chục hộp mua nhiều quá trời. Trời ơi, sao không ai chờ cho vợ chồng tôi 1, 2, 3, 4 hộp gì đó. Thôi, nội dung quý hôm nay tới đây là kết thúc nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Nếu như mà trong chuyến đi về nè và có cái gì xảy ra hay có cái gì đặc biệt á, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.